Xin chào mọi người, mình hôm nay vừa mới đi làm về. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đến 11 giờ mình cũng đã được về nhà. Và cứ ít ngày thì mình sẽ test Covid một lần. Là bởi tình hình dịch bệnh Covid ở Đức này là giờ đang diễn biến hết sức phức tạp. Số người lây nhiễm là rất nhiều rồi nha mọi người. Chứ đi đâu cũng thấy Covid. Nên mình cứ mấy ngày mình test cái cho chắc. Xem nếu mà có bị thì mình biết đường mình cách ly. Tại vì nhà mình có trẻ em nên mình phải cẩn thận. Biết sớm thì mình còn cách ly sớm thì nó đỡ hơn, an toàn hơn. Đây là cái đầu test nha mọi người. Cái này là đầu test nhanh. Mình mới bọc xong cái túi này ra. Đây là cái mẫu nha mọi người. Đây là cái lấy mẫu. Mình sẽ lấy mẫu qua cái này. Nhúng vào đây. Nhúng vào lò này và mình sẽ nhỏ vào đây. Thì nó sẽ trả kết quả cho mình. Chỉ mấy phút thôi. Ok, vào đây. Bắt đầu bước đầu mình sẽ lấy mẫu này ra. Giờ dịch bệnh thì ngày càng nhiều, nếu mà mọi người hoặc anh vậy nếu mà có bị thì cũng không phải lo lắng lo lắng chứ nhiều, cứ ăn nghỉ cho khỏe là được. Chủ yếu là người già thì có bệnh nền thì phải lo lắng cho, còn mình thanh niên người lớn thì có sức đề kháng khỏe thì sẽ chống chọi được bệnh tật và nhanh khỏi, nhanh bình phục. Mình sẽ lấy mũi mình khô khô nên là sức khỏe mình bình thường nha mọi người, chẳng qua là mình cẩn thận thì mình tẹt thôi, mình có biểu hiện gì hết. Thì khô rồi. Phải cho ướt nha mọi người, tại vì mình không sủ mũi nên khó. Nếu khó lấy mình phải sau khi sâu vào sâu thì rồi xong rồi mình sẽ bỏ đây, mình sẽ quậy quậy nhân đấy đi. Trước khi về nhà mình test cái cho nó an toàn này, xong tắm rửa sạch sẽ thì bắt đầu mới vào phòng nha mọi người. Nhà có con nhỏ nên phải cẩn thận. Rồi dịch bệnh ở Đức nhiều lắm rồi. Mà số ca lây nhiễm ở Berlin này là bữa nay tăng tăng nhanh nha mọi người. Ok, là đây. Bây giờ mình sẽ nhỏ vào nơi cái ô này nha mọi người. Nó sẽ hiện lên mà vạch đây. Mình sẽ nhỏ đây. Một. Mình sẽ nhỏ 3 giọt. Đây là kết quả mọi người. À, để mình quay chiều kia cho mọi người xem. Này. Chưa vào.
Đây mình sẽ đặt xuống. Này. Một vạch là tốt, còn hai vạch là đã bị nhiễm nha mọi người. Còn nếu như mà không lên vạch nào á là mình quá trình mình ạ. À. Ừ, được. Quá trình mình bị lỗi. Quá trình mình là làm bị lỗi. Ok. Ok. Hiện một vạch là bình thường nha mọi người. Mình không bị nhiễm COVID. Vậy là yên tâm thôi. Tại vì mấy ngày gần đấy thì mình đi đi lại đi ra ngoài đường nên tiếp xúc rất nhiều người bị nhiễm corona nên mình phải phòng. Luôn luôn là phải có được được xịt khuẩn. Và mấy ngày thì mình cứ test một lần cho an toàn. Mình mới tiêm 2 mũi nên mình chuẩn bị tiêm mũi thứ 3. Ok, vậy là mình không bị nhiễm nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những clip sau. Yên tâm thôi. Bye bye.